Thưa quý vị và các bạn, có một sự việc vô cùng đặc biệt, đó là một sản phụ đã hạ sinh con trai ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người giúp sản phụ sinh con an toàn là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh khu phố 7 tham gia ca trực tại chốt lúc đó. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 6 tháng 8, lực lượng tại chốt phòng chống dịch COVID-19 thuộc phường Phú Thọ, đoạn ngã tư địa chất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe gắn máy. Phía sau chở người vợ đang trong tình trạng có dấu hiệu chuyển dạ. Trước tình thế nguy cấp, lực lượng tham gia trực chốt quyết định đưa sản phụ vào khu vực của chốt, sau đó chấn an tinh thần và tiến hành hỗ trợ sản phụ sinh con ngay tại chốt. Bà Trần Thị Vàng, tri hội trưởng tri hội cựu chiến binh khu phố 7, phường Phú Thọ, Thủ Dầu 1, tham gia ca trực tại chốt là người trực tiếp giúp sản phụ hạ sinh an toàn. Khoảng 8 giờ 30 phút, một bé trai kháu khỉnh ra đời. Sau khi vượt cạn thành công mẹ tròn con vuông, lãnh đạo đảng ủy phường, lãnh đạo công an phường Phú Thọ cũng nhanh chóng có mặt gọi xe cấp cứu và hỗ trợ đưa thai phụ cùng em bé đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương. Cũng phải thông tin thêm với quý vị đó là bà Trần Thị Vàng, người đỡ đẻ trực tiếp cho sản phụ từng công tác tại bệnh xá thuộc phòng hậu cần công an tỉnh Bình Dương. Nên rất may, việc đỡ đẻ không làm khó được bà. Tại bệnh viện, sản phụ đã được làm xét nghiệm và kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Và hiện cả hai mẹ con đang được theo dõi sức khỏe.